anh em đã dùng đến cái dòng này rồi hoặc là cái dùng dòng này này đã dùng đến cái con 5000 000 w này cộng con 2 000 w này anh em ạ mà anh em lại không biết đến cái bình này thì thật sự thôi anh em ạ thật sự phí game cho anh em lắm đây là dòng 48 v 50 a nhá đây là module thế hệ mới trang bị cho anh em nhiều cái phải nói cực kỳ đỉnh cao luôn anh em ạ ngày trước mà anh em mua thì rất được hai bên các bên tư vấn hay hướng dẫn anh em mua cái bình của Nazada đúng không Lazada nhiều bình Lazada cổ rồi anh em ạ, bây giờ không hay chơi loại đâu anh em nhìn thế này Úi xồi ôi ơi. Đấy Bình 4850 bây giờ thế hệ mới bây giờ sẽ trang bị cho anh em điều khiển qua app điện thoại nhá Đấy. Điều khiển qua app thì tôi không nói gì cả Bởi vì anh em sử dụng cổng giao tiếp nó vẫn có hay không Nhưng anh em bình thường anh em mua ít rất ít ông lắp cổng giao tiếp Bây giờ hầu như không lắp giao tiếp luôn Hầu như chỉ cắm vào và sau đó là xếp trong đây này Xếp trong máy này này Đấy em sẽ báo là bình loại bao nhiêu là xong thôi chứ còn ít người lắp giao tiếp giao tiếp thì mục đích chính là để kiểm soát dòng sạc sản giới hạn nó bình thì bây giờ cái phần mềm nó cho anh em hết rồi anh em anh em nhìn này nó báo luôn điện áp bình bao nhiêu này xả bao nhiêu này công suất bao nhiêu này Đấy, nó còn báo cho anh em từng cell chính xác luôn này độ lệch từng cell pin này cell vol dip này 0.065V này tức là lệch rất ít luôn nó như không lệch cell và cái dòng Lazada ấy thì là nó bị dở một cái là nó không lắp mạch cân bằng chủ động anh em nhá nó dùng cân bằng điện trở đốt anh em ạ nó hơi dở chỗ ấy Dòng này thì là cân bằng chủ động Lấy điện từ bình nhiều đẩy sang biện điện bình ít anh em ạ à. Đây cho anh xem này đấy, Thường là sẽ trang bị cho anh em cái mạch cân bằng là theo kiểu điện trở đốt anh em rất là hại nhưng mà giang dòng này thì đã được chuyển sang là lắp cân bằng chủ động đấy anh em nhìn cái bảng xeo pin này dòng xả của nó này nội trở từng cell này ở với cái mục này anh em sẽ kiểm soát được tình trạng hoạt động của máy nhá điện vào điện ra bao nhiêu và vấn đề ở đây này là xeo pin anh em sẽ kiểm soát được hết luôn Đấy, thông số máy rất rõ ràng luôn chứ nó không như cái dòng Lazada anh em ạ. Lazada anh em, anh em chỉ xem được tổng pin thôi. Còn pin bên trong ruột thì anh em biết không biết lệch hay là hay như thế nào cả. Đấy, module làm sẵn hết cho anh em nhá. Dòng này được trang bị là vỏ mica trong. Đấy, anh em nhìn được ruột nội thất luôn. Đấy, nó rất là hay luôn chứ không phải như một số anh em hiện tại bây giờ là dùng bằng vỏ kín đâu nhá. Bên mình là bao bên mình bao giờ cũng sẽ làm là bao giờ cũng phải vỏ trong suốt để nhìn được ruột. Bởi vì vấn đề rất quan trọng là anh em nhìn được nội thất bên trong biết là đang sở hữu cái gì hoặc là anh em có thể kiểm soát được là máy móc chạy ra làm sao nhìn như thế nào hoặc là có vấn đề gì không anh em sẽ biết được luôn anh em nhé điểm rất mạnh của dòng này có quay sách cho anh em nhá bình này kích thước rất là nhỏ luôn kích thước của nó tầm khoảng 30 nhân x 20 nhân 10 15 anh em nhá 30 20 15 tức là rất là nhỏ luôn 48 50 chứ không phải trang bị các cái hộp to đùng như là cái âm ly luôn anh em ạ Đấy, cái dòng ra ra thì nó dùng bách pin rất là to luôn pin 100 hay là pin 50 đều dùng khuôn cái, cái khuôn chung như vậy thì nó to quá anh em ạ Lắp 4850 này nhỏ nhỏ xinh xinh này thì cực kỳ khỏe luôn. Mà trang bị mạch này, anh em nhìn này. Mạch xả 100 luôn nhá. Mắc maximum 100 anh em nhìn láo dòng cân bằng này. Ba lăng cao cao rền này. Đấy, 0.6A nhá. Cân bằng dòng chỉ cần 0.6 là yêu cầu rồi. Chứ không phải anh em cân đến 1.5 đến 5 chấm đâu anh em ạ. Mà vấn đề là cái xeo đầy nó sẽ cân sang xeo vơi. Người ta quan trọng nhất cái vị trí. Chứ người ta không quan trọng vấn đề là dòng cân bằng quá lớn. Bởi vì anh em mà nếu anh em dùng cái dòng cân bằng ngày trước ấy, Thì là từ xeo A phải sang xeo B đúng không? từ B sang C. Thành ra nếu A và B à A và D lệch nhau thì phải qua mấy cầu nó mới đến được. Nhưng riêng dòng này là cứ xe nào nhiều nó đẩy sang xe ít luôn. Điểm rất là mạnh cái cái bộ cân bằng này. Cực hay luôn anh ạ. Em. Anh em nhìn rõ hệ thống luôn nhá. Để cho anh em xem này. Ừ. Mình ở đây mình đang xả cho hai chiếc luôn này. Đây. Chiếc này đang xả 400, chiếc này xả 900 anh em nhé đang xả cứ khỏe luôn. Điện lưới hầu như vào không bao nhiêu cả, chủ yếu tuần từ pin đẩy ra này rất trâu bò luôn. Khỏe cực kỳ. Đây.